Thưa quý vị, dù việc hàng chục ngư dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền không thể nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp thủy sản giai đoạn 2018-2020, mà nguyên nhân là do cán bộ phụ trách ở địa phương chưa làm tròn nhiệm vụ, đã được nhóm phóng viên thời sự BRT phản ánh liên tục trong các chương trình thời sự vào tháng 1 năm 2022. Các ngư dân Long Hải vẫn kiên trì tìm đến cơ quan chức năng để khiếu nại đòi quyền lợi chính đáng. Và đến tháng 8 năm 2022, chính quyền thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã có buổi gặp mặt ngư dân, đưa ra phương hướng giải quyết. Dù chưa đảm bảo đúng đủ quyền lợi mà ngư dân lẽ ra được hưởng theo nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng kết quả như hiện tại cũng phần nào giúp ngư dân lấy lại niềm tin vào chủ trương chính sách của nhà nước hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Anh Trần Văn Thành, một trong 18 ngư dân nằm trong danh sách đủ điều kiện được hỗ trợ theo nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp thủy sản giai đoạn 2018-2020, nhưng không nhận được tiền hỗ trợ vì hết thời hạn mà lỗi không phải từ phía anh. Kiên trì đòi quyền lợi chính đáng, anh Thành mất thêm nhiều thời gian, công sức, chi phí đi lại, dù có lúc tưởng rơi vào tuyệt vọng. Kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng đã được đáp lại. Hai tuần trước, anh Trần Văn Thành đồng ý nhận số tiền 20 triệu thay vì 50 triệu theo quy định của Nghị quyết 05, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cách khắc phục hậu quả sai sót của địa phương. Nên thôi thì không thể trọn vẹn quyền lợi, lẽ ra gia đình anh được hưởng. Anh Thành vẫn thấy vơi đi những vất vả, bức xúc. Những chuyến ra khơi của gia đình anh giờ có thêm điều kiện lẫn niềm tin để anh và nhiều ngư dân thấy vững tâm hơn. Mà tới thời điểm mình đi cũng quá nhiều, đi cũng gần 2 năm trời, cũng lặn lội cũng vất vả chứ. Mà điều thị trấn cũng có cái phương pháp để giải quyết cho bà con thì cũng mừng. Cỡ nó 20 triệu thì cũng được 20 triệu. Thì thấy thời điểm mình làm khó khăn thì 20 triệu mình có nó nhiều. Thôi kệ nó, bây giờ bà con người ta lấy thì mình cũng lấy luôn chứ bây giờ mình đi đâu nữa. Cũng đồng thuận với cách khắc phục của địa phương, sau khi nhận 20 triệu đồng, anh Lương Văn Xuân có điều kiện sửa lại tay lưới đánh cá đã quá cũ. Thì bây giờ thì mình lên ủ, mình sửa sang xuồng lại là cũng hết 5-7 triệu rồi. À, phần sơn phết rồi đó, rồi còn đó thì mình chỉ khắc phục thôi, mình mua dạy bắt cái mình lương mới đó bỏ vô để cho nó bị số tiền đâu có được nhiều đâu như mấy chiếc hồi cái nghị quyết 05 đưa ra đâu. Thì thôi bây giờ mình được khắc phục vậy cũng được rồi, cho nó im xuôi đi, sao mai mốt có chương trình nhà nước hỗ trợ đó, rồi mình sẽ được cái phần nào. Đến nay, 18 ngư dân theo kết luận của Thanh tra huyện Long Điền có hồ sơ đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo nghị quyết 05 đều đã nhận tiền khắc phục từ địa phương sau thời gian dài nỗ lực đòi quyền lợi và kiên trì chờ đợi. Sau sự việc, điều quan trọng hơn các ngư dân mong mỏi là không lặp lại sự việc tương tự, là chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân luôn được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai kịp thời, thấu đáo, công minh. Nếu mà giải quyết theo cái mức mà 20 triệu á, thì so ra nó chỉ là một con số nhỏ so với là tiền cái hỗ trợ của bà con đáng được nhận. Nhưng mà do là cái quá trình bà con đi á, nó đã gặp rất nhiều khó khăn. Mình thấy nói chung ra là sau cái buổi họp mà thống nhất ý kiến với nhau á, thì mình thấy là ở trên ủy ban á, những cán bộ mới nói chung là có sự hợp tác và thông hiểu với bà con hơn. Những sự việc của tụi em bây giờ là cũng đáng để cho những cái cán bộ mà mới lên á, người ta phải xem xét và người ta phải có cái hướng điều chỉnh để hợp tác với bà con ngư dân tụi em nhiều hơn. Buồn thì cũng buồn mà cũng vui thì có vui là do như là 20 triệu đó thì cũng về mình cũng được. Bây giờ dịch giả rồi, mùa dịch Covid nó vừa qua rồi thì mình cũng là không làm ăn gì được. Giờ có 20 triệu đó về mình chỉ yếu tu bèo nghề nghiệp của mình, sửa soạn xuồng bọng máy móc lại để dương khơi lại. Nghị quyết 05 về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ giai đoạn 2018-2020 đến nay, có những ngư dân mới được nhận là quá muộn. Muộn còn hơn không, và sự tiếp sức dù muộn màng vẫn là cơn gió lành thổi thêm cho ghe tàu ngư dân Long Hải, Long Điền ra khơi mạnh mẽ.